cái xe mà phải lắc cái người vậy nha. Hả? Mẹ thấy con đạp xe kiểu gì mà cái vai nó cứ lắc, bên họ nó nghiêng bên kia vậy. Nga, đi hẳn hoi con, mai nó tạo thành cái dáng đi xấu lắm con. Thẳng lưng mà đi. Đi lâu quá, mẹ đứng đây mẹ chờ nha. Đi vào vỉa hè nhưng mà đi sát mép thôi, chứ đi lên tận trên vỉa hè vậy. Đi sát mép vỉa hè thôi, đi sát mép đường thôi. Đi tận lên trên cái vỉa hè vậy con. Tay giữ nguyên nào. Giữ bình thường cái tay nào, sao tay cứ phải nghiêng vai bên họ, nghiêng vai bên kia vậy. Người thẳng lên, lưng thẳng lên, như ngồi học bài ấy.